Này các tỷ kheo, đây là hạng người thứ ba xuất hiện ở đời. Xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các tỷ kheo, có ba hạng người xuất hiện ở đời. Xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Bậc đạo sư ở đời, đại ẩn sĩ thứ nhất, nói tiếp theo vị ấy là đệ tử đạo sư, đã tu tập tự ngã, đã tiếp đến bậc hữu học, đang đi trên con đường, bậc nghe nhiều, học nhiều, bậc giới cấm đầy đủ. Ba vị tối thượng này, giữa chư thiên loài người, bậc tác thành hào quang, bậc tuyên bố chánh pháp, mở toan cửa bất tử, đã giúp đỡ nhiều người thoát ly khỏi ác, khỏi ách nạn. Những ai tùy bước con đường khéo thuyết giảng bởi bậc vô thượng sĩ, bậc cầm đầu lữ hành, vị ấy tại đời này chấm dứt mọi khổ đau. Những vị không phóng dật trong giáo lý thiện thệ, dạ hết bài hết chưa Quỳnh? Dạ dạ Cẩm Vân đã bọc, dạ Cẩm Vân đã ôn đọc bài xong, và dạ, kính mời bàn tay của Sư Xuân Mai. Dạ con Sư Mai, con kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Dạ con Sư Mai, con xin đọc kinh tiểu bộ. Con kính lễ chư thông đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sư Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc kinh tiểu bộ ý tiếng vua tất cả, chương 3 ba pháp, phẩm 4 bài 84 La Mã. Có ba hạng người này xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Ở đây này các tỳ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giả vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ nhất xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Lại nữa, này các tỳ kheo, đệ tử của bậc đạo sư ấy, bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, phẩm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích của mình đã được, đã đạt được. Hữu kiếp sử đã đoạn tận, đã giải thoát nhờ chánh trí, vị ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ hai xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì phúc, hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Là nữa, này các tỳ kheo, bậc đệ tử bậc đạo sư ấy đã bậc là bậc hữu học, đang đi trên con đường, vị nghe nhiều, giới cấm được gìn giữ, vị ấy cũng thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ ba xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các tỳ kheo, có ba hạng người xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Bậc đạo sư ở đời
Đại ẩn sĩ thứ nhất tiếp nối theo vị ấy là đệ tử đạo sư đã tu tập tự ngã, tiếp đến bậc hữu học đang đi trên con đường. Bậc nghe nhiều, hiểu nhiều, học nhiều, bậc giới cấm đầy đủ. Ba vị tối thượng này giữa chư thiên loài người, bậc tác thành hào quang, bậc tuyên bố chánh pháp mở toang cửa bất tử, đã giúp đỡ nhiều người thoát ly khỏi ách nạn. Những ai tùy bước theo con đường khéo thuyết giảng bởi bậc vô thượng sĩ, bậc cầm đầu lữ hành, vì ai tại ở tại đời này chấm dứt mọi khổ đau, những vị không phóng dật trong giáo lý thiện thệ. Những ai tùy bước theo con đường khéo thuyết giảng bởi bậc vô thượng sĩ, bậc cầm đầu lữ hành, vì ấy tại đời này chấm dứt mọi khổ đau, những vị không phóng dật trong giáo lý thiện thệ. Dạ, con đã đọc xong, kính mời cô Tuệ Duyên ạ. Cảm ơn Sư Trương Mai. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, kính chào Đạo Tràng. Dạ, tuy nhiên xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ. Quách Thái Lái bắt bài dùm tự nhiên nha. Dạ, cảm ơn. Kinh Tiểu Bộ. Tiên Tát Cá Chương Ba Phẩm 4 Bài 4 La Mã. Có ba hạng người này xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc tương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc chư thiên. Và ở đây này các tỳ kheo xuất hiện ở đời, đời bậc A La Hán chánh đẳng giác vô thanh á bất tiếp bài không nghe hả? Dạ, ngài thuyết pháp thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ nhất xuất hiện ở đời, xuất hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Lại nữa, này các tỳ kheo, đệ tử của bậc đạo sư ấy, bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích của mình đã được, hữu kiết sử đã đoạn tận, đã giải thoát nhờ thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ hai xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh an lạc cho chư thiên và loài người. Lại nữa, này các tỳ kheo, đệ tử bậc đạo sư ấy là bậc hữu học, đang đi trên con đường vị nghe nhiều, giới cấm được gìn giữ. Vị ấy cũng thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ ba xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các tỳ kheo, có ba hạng người xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc
cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Bậc đạo sư ở đời, đại ẩn sĩ thứ nhất, theo vị ấy, đệ tử đạo sư đã tu tập tự ngã, tiếp đến bậc hữu học, đang đi trên con đường, bậc nghe nhiều, học nhiều, bậc giới cấm. Ba vị tối thượng này, giữa chư thiên, loài người, bậc tác thành hào quang, bậc tuyên bố chánh pháp, mở toang cửa bất tử, đã giúp đỡ nhiều người thoát khỏi ách nạn. Những ai tùy bước theo con đường khéo thuyết giảng bởi bậc vô thượng sĩ, bậc cầm đầu lữ hành, vị ấy tại đời này chấm dứt mọi khổ đau. Những vị không phóng dật trong giáo lý thiện thệ. Dạ, tuy nhiên đã đọc bài xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của anh Minh. Dạ, kính mời anh Minh. Dạ, sa thứ lành thay. Cảm ơn cô Tự Duyên. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý Tu Nữ, kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Dạ, lấy mình kéo bài xuống nha. Kinh Tiểu Bộ, chương 3, Ba Pháp, 84 La Mã. Có ba hạng người này xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại lợi. Có ba hạng người này xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ nhất xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Lại nữa, này các tỳ kheo, đệ tử của bậc đạo sư ấy, bậc A-La-Hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích của mình đã đạt được, hữu ký sử đã đoạn tận, đã giải thoát, nhờ chánh trí, vì ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn, viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ hai xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Lại nữa, này các tỳ kheo, đệ tử bậc đạo sư ấy là bậc hữu học, đang đi trên con đường, vị nghe nhiều, giới cấm được gìn giữ, vị ấy cũng thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ ba xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các tỳ kheo, có ba hạng người xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Bậc đạo sư ở đời, đại ẩn sĩ thứ nhất, tiếp nối theo vị ấy là đệ tử đạo sư, đã tu tập tự ngã, tiếp đến bậc hữu học, đang đi trên con đường, bậc nghe nhiều học nhiều, bậc giới cấm đầy đủ. Ba vị tối thượng này giữa chư thiên loài người, bậc tác thành hào quang, bậc tuyên bố chánh pháp, mở toang cửa bất tử, đã giúp đỡ nhiều người thoát ly khỏi ách nạn. Những ai tùy bước theo
con đường khéo thuyết giảng bởi bậc vô thượng sĩ, bậc cầm đầu lữ hành, vị ấy tại đời này chấm dứt mọi khổ đau, những vị không phóng dật trong giáo lý thiện thệ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ em kính mời chị Nhật Quỳnh tiếp theo ạ. Dạ sa thú lành thầy, kính cảm ơn cô Ai Minh. Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Còn thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Và cảm ơn cô Ái Minh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Còn thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và sa thú lành thai. Kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay là 85 La Mã. Dạ, cảm ơn Vinh cho đề tài. Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Ta Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Sa. Ram Ma Cha Lô Ca Thi Ba Ti Sa Hầm Ba Ti Ca Tan Cha Li An Thi Qua Răng Aya cha tham san ti tha sat tap ma ra cham kha cha ti kha de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang. Sa tham pha ve rim bi na yan cha ka yan Sua tan cha băng thăng a phi thâm ma chăm măng a cô ta yên tơ ta tu sát chẳng đăng ba bơ tha nay dê ba ri sa ya mát chê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui Nam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy đến dự pháp từ đó là Nhôm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng đối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ trước khi con thỉnh sư con xin phép được đồng đọc phần chánh kinh ạ. Dạ cảm ơn Minh Bát Thanh ạ. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3 ba pháp phẩm 6 bài 85 La Mã. Này các tỳ kheo, hãy sống tùy quán bất tịnh trên thân, hãy khéo an trú niệm hơi thở vô hơi thở ra, đặt niệm trước mặt hướng về nội tâm, hãy sống tùy quán vô thường trong tất cả các hành.
Này các tỳ kheo, khi sống tùy quán bất tịnh trên thân, tham tùy miên đối với tịnh giới được đoạn trừ. Khi khéo ăn trú, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, đặt niệm trước mặt, hướng về nội tâm, thời cả tâm chứng ngoại, thì cả tâm hướng ngoại dự phần vào tổn hại không có. Khi sống tùy quán vô thường trong tất cả các hành, thời vô minh trừ diệt, minh được khởi lên. Quán bất tịnh trên thân, niệm hơi thở vô thở ra, tịnh chỉ tất cả hành thường nhiệt tâm chánh kiến. Vị tỳ kheo như vậy đã thấy rất chân chánh từ đấy. Ở nơi đây vị ấy được giải thoát, thắng trí được thành tựu, lắng chịu thật an tịnh. Vị ẩn sư như vậy chắc vượt khỏi ách nạn. Và bản kinh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Nhà sư có nghe âm thanh con kính dâng mít đến sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Bài học hôm nay là chúng ta học cái bài số 85 La Mã. Thật sự ra đây là một cái ba cái đề mục tu tập rất là quan trọng ở trong cái đời sống của chúng ta. Trước khi giảng bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phatawantang Apiwadeni. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Sakato Phagavata Thammo Thamman Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibano Phagavato Savakasanko Sankhan Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại, dâng đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn sự an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học ba cái đề mục về trau dồi cái nội tâm, thiền tập trau dồi nội tâm của chúng ta rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta hiểu rằng pháp của Đức Phật á, thì gồm có ba là pháp học, pháp hành và pháp thành. Cái người tu Phật của chúng ta đó không thể nào mà nói rằng chúng ta không học mà chúng ta có thể hiểu để hành hết hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta học mà chúng ta không hành á, thì chúng ta cũng không thể nào có được cái sự lợi lạc ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Và khi chúng ta không thực hành thì chúng ta không thể nào đạt được cái sự giải thoát an lạc. Là vì vậy cho nên là rất là quan trọng ở trên cái phương diện pháp hành. Chúng ta nhớ cái câu pháp cú rất là căn bản mà rất là nền tảng cốt lõi ở trong Phật giáo, đó là không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, lời chư Phật dạy. Đó là lời chư Phật dạy. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng ba đời chư Phật đều dạy chúng ta về những điều đó, tức là Sapapa basa akaranang kusala upasambada sacitta bareyoda banang etang buddha sasanang.
không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật. Nói như vậy thì có nghĩa là thực hành giới, thực hành định và thực hành tệ. Cái người không làm điều ác có nghĩa là thực hành giới. Gắng làm các việc lành là thực hiện các cái thiện hạnh ở trong đời sống của chúng ta, trong đó có cái việc trao dồi nội tâm của chúng ta và thành tựu các hạnh lành và giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật. Điều này thì đó cũng là nói đến cái việc trao dồi nội tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta nghe cái phần chánh kinh thì đã đọc rồi, chúng tôi sẽ tóm lược sơ về ba cái chi pháp chính mà Đức Phật dạy ở đây. Đức Phật dạy cái điều thứ nhất ở đây đó là: này các tỳ kheo, hãy sống quán bất tịnh trên thân, hãy khéo an trú chánh niệm hơi thở vô, hơi thở ra, đặt niệm trước mặt hướng về nội tâm, hãy sống quán vô thường trong tất cả các hành. Này các tỳ kheo, trong khi sống quán bất tịnh trên thân, tham tùy miên đối với tịnh giới được đoạn, khi khéo an trụ chánh niệm hơi thở vô ra, đặt niệm trước mặt hướng về nội tâm, thời các tâm hướng ngoại giữ phần vào tổn hại không có. Khi sống quán vô thường trong tất cả các hành, thời vô minh được diệt trừ, minh được sanh khởi. Đó là ba cái ý pháp chính. Trước tiên đó là Đức Phật dạy cho chúng ta là quán về bất tịnh. Quán bất tịnh ở đây là quán bất tịnh trên thân, cũng là một cái đề tài gọi là niệm quán thân. Nhưng mà ở đây á, nếu mà chúng ta nói rằng đề mục của thiền định, thiền chỉ á, thì có nghĩa là để giúp cho chúng ta quán được cái bất tịnh này, quán cái thân này. Thì như chúng ta biết rằng cái thân của chúng ta đó, mặc nhiên nó là được cấu thành từ ở nơi tứ đại này. Tứ đại là chúng ta nói bốn cái thành phần, cái sắc pháp tức là cơ thể của chúng ta. Thì cơ thể á, thật sự ra thì nếu chúng ta nói rõ hơn thì cả thân và tâm đều là bất tịnh. Tâm thì nó chứa chấp những cái phiền não tham sân si, thì chúng ta được tạm gọi như là tâm bất tịnh. Nhưng mà thân bất tịnh ở đây đó là nói đến cái thân của chúng ta. Cái thân của chúng ta thì được kết hợp bởi cái yếu tố của người cha, yếu tố của người mẹ, và được nuôi dưỡng bởi thực phẩm, bởi thực phẩm. Cho nên là bản thân của chúng ta đó là có, gọi là trong kinh gọi là 32 thể trược. Thường đó là chúng ta nuông chiều với cái thân của mình rất là nhiều. Nói điều này để cho chúng ta thấy rằng không phải là chúng ta bỏ xóa với cái thân này, không chăm sóc với cái thân này, mà nhiều nhiều khi đó là chúng ta nuông chiều với cái thân này nó quá nhiều, quá nhiều, quá mất với cái thời gian. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng cái thân của chúng ta nó rất là tịnh, rất là đẹp, rất là hoàn hảo, vân vân. Thì như quý vị biết rằng cái thân của mình là được 32 thể trượng. Sở dĩ mà mình ưa mến cái thân của mình là vì mình nghĩ cái thân của mình nó rất đẹp, nó hoàn hảo. Sự thật ra là 32 thể trượng: tóc, lông, móng, răng, da, ruột non, ruột già, hoành cát ngô, tim, gan, tỳ, phế, thận, rồi mũ, máu, vân vân, tiêu, tiểu, vân vân, các cái bất thị, bất tịnh đó đó, các cái chất của pháp bất tịnh từ nơi thân của chúng ta. Thì chúng ta nhìn kỹ lại đó,
Nếu chúng ta không có tắm một hai ngày là chúng ta đã thấy hôi. Rồi chúng ta khi mà dùng thực phẩm vô thì chúng ta sẽ đào thải ra bên ngoài. Nhìn lại cái thân của mình được bao bọc bởi cái da. Cái da bao bọc bởi cái lớp da. Cái lớp da ở đây nó bao bọc bởi lớp da rồi cái lớp mỡ, lớp thịt gì đó. Rồi bắt đầu là đi vào trong xương, rồi tim, gan, tỳ, phế, thận gì đó nằm ở trong đó. Nếu chúng ta nhìn kỹ thì nó thật sự là nó bất tịnh. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại đó, ít có ai nói rằng mình thật sự là nó hoàn hảo. Bởi vì nó được bao bọc bởi lớp da mà. Bởi lớp da. Cho nên nó ở trong kinh ví dụ giống như là cái túi mà đựng cái đồ dơ vậy đó. Cái túi mà đựng bao nhiêu cái vật cấu quế bợn nhơ ở trong đó. Cho nên nếu mà chúng ta thử xẻ cái da của chúng ta ra thì chúng ta sẽ thấy mỡ, rồi thấy máu. Rồi chúng ta đi vào sâu nữa chúng ta sẽ thấy thịt, rồi thấy xương, thấy chất bầy nhầy là ở trong đó nó rất là nhiều. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại thì rất là đáng nhòm ngó, đáng nhòm ngó. Cho nên đó, nếu một người mà nhìn kỹ lại cái tấm thân của mình thì nếu chúng ta quán thực chính tưởng của nó, quán được cái sự bất tịnh là chúng ta nhìn với cái thực trạng của nó, chứ không phải là chúng ta nhìn bằng với cái gọi là giả định. Giả định mà gọi là chế định á. Chế định là tại vì chế định là sao? Chế định là tự mình mặc định, mình tự cho là như vậy, xã hội cho như vậy, quan niệm xã hội cho như vậy, địa phương cho như vậy, và trong cái suy nghĩ mình cũng cho là như vậy. Thì cái đó nó đều là chế định hết. Nó là gì? Nó dựa vào nó dựa vào nghĩa chế định, hay nó dựa vào danh chế định, vân vân. Nó dựa vào hình thức chế định, hay dựa vào cái quan niệm mà chúng ta định đặt ra như vậy. Cho nên là chúng ta nói là đẹp là như vậy, đẹp là như vậy, nhưng không có cái gì là đẹp hết. Dù là thân nam hay là thân nữ, chúng ta nhìn kỹ lại đó thì chích quả thật là nó đáng ghê ngắm. Do rằng mình tham đắm ở trong cái thân mình á, mình nghĩ là cái thân của mình nó đẹp, nó hoàn hảo như vậy, cho nên là mình trao chuốt, mình rất là tỉ mỉ, và ai xúc chạm tới những cái gì đó thì thật sự là mình rất là sợ trong đó. Cho nên người xưa họ nói là mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu. Cái câu mà các cái vị ngày xưa họ nói vậy. Tức là cái người đẹp đó, họ là như một danh tướng. Danh tướng để là cái tiếng. Nhưng mà rồi họ không muốn chứng kiến nhân gian thấy họ, cái đầu của họ bạc đi. Cái đầu của họ bạc đi. Và khi mà cái đầu của họ bạc là biểu hiện của sự già. Và trong kinh á, thì Phật dạy rằng là trong ngũ dục nó có vị ngọt của nó. Có vị ngọt của nó. Nó có cái sự nguy hiểm của nó. Và nó có cái sự xuất ly của nó. Chúng ta thường thấy vị ngọt của nó. Nhưng mà ít khi chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Huống chi là chúng ta có cái sự xuất ly đối với ngũ dục. Ngũ dục là gì? Sắc thinh hương vị xúc. Ngũ dục là sắc thinh hương vị xúc. Năm cái cảnh đó. Khi mà chúng ta nghĩ rằng cái thân của mình nó là đẹp, dù là nội thân hay là ngoại thân, dù là cảnh như thế nào đi nữa, thì cái tâm mình đắm nhiễm vô trong đó. Cho nên là cái tâm mình đó, nó dễ bị cái ái tham cột cối. Cho nên nó gọi là thử thực chất thâm phược. Thử thực chất thâm phược. Ở trong chi pháp á, trong giáo lý, trong kinh điển thì có ghi lại một cái điều đó là thử thực chấp thân phược. Tức là mình chấm vào cái thân của mình, nó trở thành một cái sự dây trói buộc, mà từ đó cái ái tham nó gắn liền ở trong đó. Cho nên là khi chúng ta nói là mắt đẹp, tai đẹp, mũi đẹp, ở trong kinh thì gọi là chúng ta chớ nên giữ tướng chung và giữ tướng riêng. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi,
lưỡi nếm thân xúc chạm và tâm mình suy nghĩ, cũng không nên giữ tướng chung và tướng riêng ở đó. Tướng chung, tướng riêng ở đây đó là gì? Tướng chung là người chúng ta nhận biết đó là người nam hay là người nữ, người đó là người già hay là người trẻ. Thí dụ như mình nhìn người trẻ thì khác, nhìn cái người già thì khác. À, nhìn cái người đó là người nam, người nữ, nhìn người nam nhìn người nữ khác khoái thì nó lại có một cái suy nghĩ khác. Cái đó được gọi là chấp giữ tướng chung. Còn cái thứ hai là Đức Phật Ngài gọi là chấp giữ tướng riêng. À, tướng riêng ở đây đó là mặt mày mũi, rồi là nước da, rồi màu da, giọng nói, rồi là tướng đi, rồi vân vân. À, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, tùy theo cái đó mà mình cho là giả định mà. Mình giả định, tức là mình chấp theo cái chế định. Cho nên cái chế định đó là lúc nào mình cũng nghĩ là đẹp, cho nên mình ít nhìn cái thật, sự thật của nó là chân đế. Chúng ta ít nhìn chân đế, bởi vì sắc pháp của chúng ta là một phần chân đế mà. Nếu mà học viên diệu pháp thì chúng ta biết đó, sắc pháp là một phần chân đế, tâm là một phần chân đế, sở hữu tâm là một phần chân đế, và niết bàn cũng là một phần chân đế, nhưng mà đó là chân đế vô vi, vô vi. Còn ba cái thành phần còn lại là sắc pháp, 28 sắc pháp của chúng ta là chân đế, nhưng mà đó là chân đế hữu vi. Rồi sở hữu tâm của chúng ta là chân đế, mà chân đế vô, à, chân đế hữu vi, là tâm của chúng ta cũng là chân đế vô, hữu vi. Như vậy thì trừ niết bàn ra còn ba thành phần còn lại cũng là chân đế, mà chân đế đó là chân đế hữu vi. Hữu vi là sao? Hữu vi là cái mà ta, cái pháp mà nó do là nó còn tạo tác, còn sanh khởi, nó còn hiện dựng lên và nó còn sinh diệt, đó là hữu vi. À, chúng ta lưu ý như vậy. Như vậy thì cái một người mà chấp về cái quán, về chấp về cái thân của mình là đẹp ở mặt này mặt kia, tướng chung là tướng riêng đó, cho rằng đẹp như thế này đẹp như thế nọ là theo giả định. Ví dụ như chúng tôi nói nè, ví dụ như mình là người châu Á là da vàng ha, thì mình cũng có cái nét đẹp mà theo cái các cái nhà mà thẩm mỹ thì họ nhận định mình cũng có nét nét đẹp. Nhưng mà cái người châu Phi á, là người da đen á, thì mình góc độ mình nhìn của họ đó là sao họ đen quá, cái môi họ dày quá, cái đầu họ to quá, tóc họ quăng quá. Nhưng mà kỳ thật là đối với các cái nhà thẩm mỹ thì họ cũng là giả định đó, chế định họ cũng nói là hoa hậu người da màu, thí dụ vậy đi. Thì họ cũng là cũng có những người hoa hậu như vậy, thì ở đây là họ chấm theo cái khung của chế định, cấm khung của chế định hết, tất cả chế định. Thì ở đây trở lại, khi mà Đức Phật dạy cho chúng ta quán cái thân bất tịnh á, là nhìn về chính cái thân của mình để ái tham của mình nó được lắng dịu đi. Cái ái tham của mình nó lắng dịu. Bởi vì sao? Chúng ta biết rằng cái chính ái tham này nó trói buộc trong tâm của chúng ta rất nhiều. Và do chính chúng ta thuyên thương luyến cái ái thân này, cái thân này, cho nên là bao nhiêu cái khổ sở dính mắc thì ở trong kiếp hiện tại này chúng ta cũng phải dướng mắc. Chúng ta khổ vì cái tấm thân này. Rồi cái thứ hai nữa đó là chính chúng ta ái cái tấm thân này, cho nên là khi chúng ta mệnh chung, chúng ta dính mắc vô cái thân này, làm cho chúng ta phải luân hồi tiếp tục mà. Luân hồi tiếp tục để chi? Để chúng ta mong muốn rằng có cái tấm thân này để chúng ta thụ hưởng, để cái này để cái kia. Cho nên là Đức Phật dạy đó là trong ngũ dục nó có cái vị ngọt của nó. Có vị ngọt là sao? Rõ ràng là trong thế giới này ăn ngon mặc đẹp, mắt thấy sắc thấy cảnh sắc, mắt thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nghe sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon xúc lạc, cái điều đó nó có. Nó có là do chúng ta dính mắc vô trong. Cho nên Đức Phật này nói có vị ngọt. Và do có vị ngọt đó, cho nên là từ một cái tuổi trẻ, chúng ta nói tuổi đẹp nhất là cái tuổi 18 đôi mươi. Tuổi 18 đôi mươi đẹp nhất. Nếu mà mình nói theo cái chế định là đẹp nhất, thấy không? Về cái sự kiến thức, về cái hiểu, về cái sức khỏe cũng tốt nè. Rồi về sắc diện, sắc đẹp cũng là tốt nè, cũng được hoàn hảo nè. Nhưng mà đó là vị ngọt thôi. Nhưng mà chẳng bao lâu á, là tới lúc mà chúng ta già, chúng ta trẻ, già một chút thì bắt đầu là chúng ta nhiều cái sự suy tàn. Suy tàn về xác thân, suy tàn về
làm cho cái trí óc, trí não của chúng ta nó bị giảm đi, giảm trí nhớ, giảm tất cả các thứ. Thị lực cũng giảm, thính lực cũng giảm, rồi tay chân là bước đi của chúng ta chập chờn, yếu dần đi, yếu dần đi. Do đó là cái biểu hiện của tuổi già mà, rồi biểu hiện của cái sự ra đi, đó là điều mà chúng ta thấy ở đây. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là quán bất tịnh để tâm của chúng ta không thấy rõ ràng là cái thân của chúng ta đó quả thật là bất tịnh, chúng ta đừng có ái chấp nó. Và xem như cái thân này á, là một cái gì đó, nó là cái chướng ngại, chúng ta hiểu là vậy. Bởi vì sao? Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có cái thân này, chúng ta mượn cái thân này chúng ta tu tập á. Có cái thân này chúng ta mới tạo được nhiều cái công đức thiện sự chứ. À, rồi á, là nhưng mà rõ ràng là cái khổ chúng ta có đó là do cái ái tham, cho nên là chúng ta chịu triền miên ở trong đời sống hiện tại này cũng vì chính cái thân này mà chúng ta biết bao nhiêu khổ. Chúng ta nghĩ lại đó, lúc chúng ta còn trẻ đến khi mà chúng ta trưởng thành, rồi đến khi mà chúng ta lập gia thất hay là chúng ta lớn lên, thì bao nhiêu cái cảnh đối ngại đối với cảnh này đó, thì có những thuận, có những cảnh thuận, có những cảnh nghịch thì đều làm cho chúng ta khổ hết. Nó khổ là vì chúng ta có cái tấm thân này. Cho nếu chúng ta không có thân này đâu có khổ đâu. Chính vì vậy khổ chưa kể là khổ ăn, khổ mặc, khổ phải, khổ quấy, khổ bệnh, khổ già, khổ đau, khổ chết, nó nhiều thứ khổ. Kiểu như trong kinh nói là cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Rồi là sanh là khổ, bệnh là già khổ, già là khổ, chết là khổ. Tóm lại là chấp thủ năm uẩn là khổ, chấp thủ đối với năm uẩn này là khổ. Và vì vậy cho nên là Phật dạy cho chúng ta mình thức mà tu không ở đâu xa, chính là nhìn với cái thân mình, quán vô cái chính tự thân mình, nhìn lại 32 thể trược để chúng ta đừng có nịch ái. Đừng có nịch ái. Xin thưa quý vị, không phải nói như vậy để rồi chúng ta bỏ vẩn với cái xác thân này. Bỏ vẩn với cái xác này mà kệ nó ra sao, bệnh cũng uống thuốc nha, không phải. Có thân này để chúng ta mượn để tu, nhưng mà chúng ta không phải vì vậy mà chúng ta ái tham, chúng ta dính mắc với nó, rồi mọi thứ cái gì đó chúng ta cứ nghĩ nó là tuyệt vời, rồi nó là hoàn hảo như thế này thế nọ, thì rõ ràng là chúng ta bị nịnh ái đối với cái ái tham. Và do vậy đó thì Đức Phật dạy chúng ta quán bất tịnh, thấy từng ở trong kẻ tóc chân tơ đó, tức là chúng ta nhìn lại là từ cái màu da, cái da của chúng ta, rồi vô tới lớp mỡ, rồi vô tới cái lớp thịt, rồi chúng ta vô tới xương, rồi tới tủy đó, chúng ta nhìn lại coi. Rồi gân nó sẽ chạy ở trong các cái mạch máu, nó chạy từ ở trong khắp cùng cơ thể của chúng ta nè. Rồi là máu nó cũng chạy khắp cùng cơ thể của chúng ta nè. Tạo nên cái sự sống này. Nhưng mà rõ ràng là thân này nó cũng chỉ là một phần trong 4 năm thành phần danh, năm trong năm uẩn mà thôi. Sắc uẩn nó chỉ là một thành phần. Còn 4 cái thành phần còn lại đó là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, là chỉ cho cái tâm thức của chúng ta. Mà bắt nguồn từ ở cái gì mà chúng ta có cái thân này? Đó là ái tham. Đó là tham. Cho nên là vì tham cho nên chúng ta khổ trong đời sống hiện tại này. Vì tham ái đó mà cho nên khiến cho chúng ta luân hồi. Luân hồi từ kiếp này kiếp khác để chúng ta tái hiện. Có khi là thân người, có khi là thân khổ cảnh, có khi là thân chư thiên, có khi là thân phạm thiên, vân vân. Cái có thân đó, đó là nó hiện lên sự khổ. Là vì sao? Hả, có sanh, già, bệnh, chết như cõi người của chúng ta, cõi nhân loại của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng rồi các cái cảnh giới khác thì cũng sinh diệt, diệt sinh, sinh diệt, cứ như vậy. Như vậy thì chúng ta quán bất tịnh ở trên thân của chúng ta để chi? Để nhằm cho cái tham của chúng ta ly bỏ bớt. Mà chúng ta bỏ bớt chừng nào thì chúng ta đỡ nịch ái chừng ấy. Chúng ta không bị nịch ái thì chúng ta không còn nịch ái nữa, thì chúng ta hết khổ. Còn ở chúng ta còn nịch ái là còn khổ. Đó là một trong những cái đề tài mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng để cho người ta quán chiếu. Người tu của chúng ta cần phải quán chiếu như vậy để thấy rõ được cái tấm thân của mình là vốn là bất tịnh. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng dối gian chất chứa chán trường,
nào già nào chết náo nương chốn này. Xe dù trang sức còn hư hoại, thân có trao tria cũng yếu già. Trừ pháp thanh cao hàng thánh chúng, không già không hoại độ hàng xa. Đó là trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy vậy. Nhưng mà thân của chúng ta có trao tria, có gìn giữ bảo quản gì gì nữa, thì cũng có lúc già chúng ta, có lúc chúng ta sẽ chết thôi. Thì chúng ta chết rồi có đem được cái gì theo đâu, có đem theo được cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện thôi. Nếu chúng ta còn luân hồi, và nghiệp thiện nó là cái nhân tố để hỗ trợ cho chúng ta tu tập giải thoát trong tương lai. Còn bất thiện, quả nghiệp của bất thiện thì chúng ta lãnh thôi. Cho nên là điều đó là điều mà chúng ta cần phải suy gẫm. Do vậy Phật dạy chúng ta cần phải có một cái quán thân bất tịnh này, để chúng ta nhàm chán, ly tham, đừng có dính mắc với cái tâm thân này quá. Chúng tôi xin thưa rằng á, là không phải chúng tôi nói như vậy để rồi quý vị phải hủy hoại sát thân, bệnh không uống thuốc hay liên sinh hay là cái gì đó, thì cái chúng ta hiểu nó sai. Và chúng ta cũng không phải vì vậy mà chúng ta tha thiết chăm chút với giác sát thân này quá, rồi dính mắc với cái giác thân này quá, thì nó càng nịch ái, càng trói buộc, làm cho chúng ta phải khổ lụy rất là nhiều. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất ngài có trả lời cho vị Bà La Môn á, khi mà nói rằng là nếu mà ngài nghĩ là sát thân nó là giả tạm, là phù du, là nó không có bền vững, bất tịnh như vậy, thì tại sao ngài không nguyên sinh đi? Thì ngài Xá Lợi Phất mới trả lời là ta biết, vẫn biết như vậy, nhưng mà ta phải biết như thế này, đó là chúng ta không thợ nở làm một cái trái cây chưa chín mà rụng á. Có nghĩa là chúng ta được một cái kiếp sống trong con người này, chúng ta tận dụng chiếc xe, cái khả thân này. Ví dụ như chúng ta nghe cái câu Pháp Cú Phật dạy rằng là gì, cái người mà tu của chúng ta đó, là Phật dạy cho chúng ta đó là mượn cái thân này để chúng ta tu tập, chứ không phải là chúng ta hủy hoại nó. Và ngài Xá Lợi Phất nói rằng không nỡ làm cái trái cây chưa chín mà lại rụng, có nghĩa là kiếp sống của chúng ta được bao nhiêu tuổi thọ nó cũng tùy thuộc vào một kiếp sống được bao nhiêu năm, thì tùy theo mỗi người. Nhưng mà chúng ta cũng biết những điều đó, chúng ta không nỡ làm cho cái trái cây nó rụng. Không phải là vì vậy mà chúng ta hủy hoại thân này, không phải vì vậy mà chúng ta phải chăm chút sát thân này. Hai cái thái độ đó cũng đều khác. Hai thái độ đó khác. Một cái thì quá chăm chút sát thân này, dính mắc với sát thân này, còn một cái thì hủy hoại sát thân này, thì hai cái cực đoan đó đều là không đúng hết. Thái độ của người tu đó là nhìn biết cái thân này nó là hệ quả của phiền não, cho nên chúng ta biết cái thân này nó là như vậy. Điều quan trọng nhất là chúng ta nên có cái sự tu tập, có cái sự tu tập, đó là điều quan trọng. Để chi? Để chúng ta mong thoát khỏi luân hồi sanh tử. Đó là điều mà cần thiết trong một cái người tu của chúng ta. Cái điều thứ hai ở đây á, Đức Phật ngài dạy đó là quán niệm về hơi thở. Ra vô, đặt niệm trước mặt. Cái này nó cũng là một cái quan trọng. Quan trọng. Bởi vì sao? Cái hơi thở đó, theo chúng tôi nghĩ đó là rất là quan trọng. Mặc dù là trên phương giác pháp, phương diện thiền tập đó, thì mỗi người chọn cho mình một cái đề mục thích hợp khác nhau. Nhưng mà đối với bản thân của chúng tôi, hay là theo chúng tôi đó, là cái hơi thở đó là cái gì đó nó gần gũi với cái mạng sống của chúng ta. Và hơi thở là nó gắn liền với cái mạng sống của chúng ta. Cho nên lúc nào chúng ta còn sống là còn hơi thở. Khi nào chúng ta nhắm mắt lìa đời rồi đó thì chúng ta không còn hơi thở. Cho nên niệm, quán niệm hơi thở đó là hơi thở ra, hơi thở vào. Quý vị thấy, có người thì đặt niệm biết hơi thở vô là nhiệm vụ của mình. Chánh niệm và tỉnh giác nó rất là quan trọng. Chánh niệm, tỉnh giác rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng Sati sabachan nhan cha ime dwe thamma bahukara, tức là chánh niệm và tỉnh giác đó là hai pháp có nhiều tác dụng. Bây giờ mình nói trên phương diện tu tập thiền, thì cái niệm hơi thở nó cũng là quan trọng. Theo dõi hơi thở của mình là quan trọng, bởi vì mình biết cái hơi theo cái quán tính tự nhiên, thì cái trái tim của chúng ta nó co bóp,
để tạo cái hơi thở rồi không khí ra vào, hít vô thở ra đó, nó là tự nhiên. Nhưng mà nếu chúng ta không đặt tâm vô trong đó, tức là chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác đó, thì chúng ta cũng không ghi nhận được, biết được cái hơi thở ra hơi thở vào. Bởi vì hơi thở ra hơi thở vào nó là theo quán tính tự nhiên của trái tim của chúng ta thôi. Hơi thở của chúng ta ra vào ra dạo theo nhịp đập của con tim. Nhưng mà rồi đó là nếu chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta không có thể nào mà ghi nhận được hơi thở của chúng ta đâu. Vì vậy cho nên là Phật dạy chúng ta là hơi thở vô, mình biết hơi thở vô. Hơi thở ra là mình biết hơi thở ra. Và đặc biệt là mình đặt niệm cái hơi thở đó ở chỗ nào. Có người thì đặt niệm ở nhân trung. Nhân trung tức là ở ngay chỗ đầu chóp mũi chúng ta xuống một chút đó. Ở trên môi, đầu môi của chúng ta đó. Đó gọi là nhân trung. Có người thì đặt ở đan điền. Đan điền tức là ở dưới bụng mà dưới rút một chút. Có tùy theo. Nhưng mà hơi thở mình đặt niệm ở đâu? Khi hơi thở vô thì mình ghi nhận biết rõ cái hơi thở vô đó. Và khi mà mình ra đó, hơi thở ra đó, thì mình ghi nhận biết rõ cái hơi thở ra đó. Cái điều đó là quan trọng. Hơi thở mạnh hay hơi thở yếu đó, mình đều biết rõ. Và thật sự là mình tập cho nó một cách liên tục, đều đều như vậy. Nó rất là khó. Có lúc đó là mình lại quên đi. Mình bị thất niệm. Mình nhớ một cái việc gì đó. Lâu lâu cái mình chực nhớ lại, mình đang thiền mà. Mình đang tập mà. Cho nên là mình lấy lại cái hơi thở, theo dõi lại cái hơi thở. Một lát sau nó quên nữa thì mình lại làm tiếp nữa. Quên ở chỗ nào thì chúng ta lại cố gắng tập lại cho chúng ta ở chỗ đó. Ở chỗ đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái hơi thở đó rất là quan trọng. Đến một lúc nào đó đó, mặc dù là người ta, các cái vị giải thiền cho chúng ta đó, là nhiều khi đó là mình mượn cái con số đếm để mà mình đếm. Có người thì đếm là hít hơi thở vô, thở hơi thở ra, đếm 1. Hít hơi thở vô, thở hơi thở ra, đếm 2. Mình ghi nhận như vậy. Đếm lên tới 8 rồi mình đếm ngược lại, đếm ngược rồi đếm xuôi lên, đếm ngược lại rồi đếm xuôi lên, cứ như vậy. Nhưng mà lúc nào mình quên á, thì bắt đầu là mình niệm lại cái hơi thở đó. Mình đếm lại. Mình mượn cái con số đếm đó để mình giữ cái tâm của mình. Đến một lúc mà mình thuần thục rồi thì không còn mượn số đếm đó nữa. Mà hơi thở vô, mình biết hơi thở vô. Ra, mình biết hơi thở ra. Mình đặt niệm của mình ở trên nhân trung. Hay mình đặt niệm ở mình ở nơi đan điền. Tức là dưới rúng một chút đó. Gọi là đan điền. Thì tùy mình đó. Mình đặt niệm ở chỗ nào, cái tâm mình đặt ở chỗ nào á. Thì mình lại nhớ chỗ đó và hơi thở vô. Thì mình ghi nhận biết rõ hơi thở vô. Và hơi thở ra thì mình biết ghi nhận biết rõ hơi thở ra. Đó là cái cách mà để giữ cái tâm của mình. Thì như vậy đó thì lâu ngày chày tháng. Ở trong kinh đó thì Phật dạy rằng đó là các ngài ví dụ giống như là một cái người thợ rèn. Mà quý vị biết cái ống thổi của cái thợ rèn đó. Ngày xưa bây giờ thì người xưa nhiều cơ người ta còn thục, bây giờ thì người ta là dùng cái motor điện nó quay rồi, nó quay làm sao nó thổi không khí vô trong cái ống thổi đó và ra một cái vừa gió mà vừa ở dưới là vừa than vừa lửa, thì ở trên này vừa gió thổi vô nữa làm cho cái món đồ mà họ rèn, thí dụ như một miếng thép họ bỏ vô họ định rèn cái búa, hay là một miếng thép họ bỏ vô họ định rèn một cái rựa, vân vân. Thì khi mà miếng thép nó đỏ rồi họ gấp ra ngoài cái đe thì bắt đầu là họ đánh sao họ rèn sao thành cái rựa, hoặc họ rèn sao thành cái búa, rồi họ đem nhúng vô nước vừa chừng, họ canh theo vừa chừng, nó vừa già quá thì nó dễ bể, nhưng mà non quá thì chặt thì nó, do vậy đó thì nó vừa chừng. Nó vừa bén mà nó không lại dễ bị quyếu và không thể bể, khó bể. Thì đó là cái cách mà rèn dừa, dừa xài. Thì ở đây đó, cái người mà thợ rèn đó có nhiệm vụ là thổi ống thổi. Ngày xưa thì người ta, xưa một chút là người ta thục. Có cái ống thục vậy nè. Họ thục tới, thục lui, thục tới, thục lui vậy đó. Cái thục đó, đó là lần họ đẩy vô thì cái lửa, cái hơi gió nó hút vô, thổi qua bên cái món đồ đó đó. Cái đống lửa đó đó để cho cái món đồ đó nó đỏ lên,
Vậy rồi họ kéo ra, rồi họ thọc vô, rồi họ làm vậy hoài. Thì Đức Phật ngày nói cái người tu cũng vậy đó, mình cứ làm điều điều, làm nhiều lần và nhiều lần, làm hoài. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là từ xưa tới nay tâm của chúng ta là luôn luôn bị phóng dật rồi, luôn luôn bị phóng dật rồi. Chúng ta khi mà chúng ta nhớ đến cái việc này, nhớ đến việc kia, làm cho chúng ta không hài lòng. Hả mà nhớ thì tâm của chúng ta bị nghĩ đến những điều đó. Trên trong kinh Nhất Dạy Giả thì Phật dạy chúng ta là gì? Quá khứ không tri tầm, vị lai không ước vọng, chỉ biết pháp hiện tại, thiền quán chính là đây. Có nghĩa là mình biết cái gì đang diễn ra, đang có mặt đó. Mình đang diễn ra, đang cái gì nó đang diễn ra, đang có mặt, đang hiện hành. Thì cái điều đó là do cái sự chánh niệm của mình. Như vậy thì một người mà do rằng mình tôi luyện cho mình cái chánh niệm và tỉnh giác đó mạnh á, thì mới bắt đầu là mình mới có cái nội tâm của mình nó không bị phóng dật. Chúng ta lưu ý, cái tâm của mình mà có chánh niệm tỉnh giác thì mình không có bị phóng dật, làm cho cái tâm mình có một phần định ở trong đó. Chúng ta lưu ý nha, ở thiền quán thì đặt niệm, chánh niệm và niệm và định, nhưng mà thiền tuệ, thiền định á, thì đặt về định á, định trụ tâm á, trên một đề mục, đó là điều quan trọng. Bởi vì vậy cho nên trong cái chánh niệm của mình nó đã có cái định tâm ở trong, chứ không phải là không có đâu. Mặc dù là chánh niệm là điểm chính, nhưng mà trong đó nó có cái định tâm. Khi mà mình giữ được tâm mình á, thì mình không có bị xao xuyến theo dòng đời, cuốn hút theo dòng đời. Dòng đời là ở đây chúng tôi muốn nói là nhiều khi mình ngồi đây nhưng mà mình nhớ cái chuyện này, nhớ cái chuyện kia, chuyện chưa có, chưa xảy ra mà mình cũng suy diễn được nữa. Rồi cái chuyện nó đã qua rồi đó, là mình năm đời bảy kiếp gì đó, lâu lâu lắm rồi, coi như là quên rồi, nhưng mà ngồi thiền đó, tự nhiên mình nhớ lại những điều đó. Tâm mình bị dính mắc vô đó, rồi tâm mình bị cuốn hút vô trong đó, nó không nên. Và vì vậy cái tâm của mình nó làm cho rối loạn, làm cho rối loạn. Cái tâm mình không có định tĩnh thì bao nhiêu cái sự bồn chồn, bao nhiêu sự lo âu, bao nhiêu cái sự việc nó diễn ra, dù là cái chuyện đó nó không đáng vào đâu, nó tạo cho cái tâm lý của mình sanh ra một cái gọi là buồn vui, hài lòng hay là không hài lòng, ưa thích hay là không ưa thích, vân vân. Vì vậy cho nên là cái tâm mình nó bồn chồn, và vì vậy cái tâm không thể định tĩnh được, và luôn luôn có một cái trạng thái bất an ở nội tâm, bất an ở nội tâm. Và vì vậy cho nên Phật dạy rằng mình hãy cố gắng đang niệm cái hơi thở của mình, mình phải cố gắng theo dõi cái hơi thở của mình. Chúng tôi nói ở đây đó là nhiều khi rồi, nó nhiều khi nó thừa với những người hành thiền, nhưng mà ở đây đó là một cái điều mà Đức Phật ngài nói rất là quan trọng. Bởi vì không ai cứu mình được, chính bản thân mình cứu cho mình thôi. Phật cũng chỉ là một bậc đạo sư thôi, chứ Tăng cũng là một cái hướng dẫn cho chúng ta thôi. Còn cái gì còn lại đó là chúng ta không thực hành thì chúng ta không có lợi lạc. Mà mình tu gì tu, nhưng mà lỡ giờ phút lâm chung mà mình chết á, mà tâm mình tán loạn á, thì rõ ràng là mình sanh khổ cảnh, nó nguy hiểm lắm. Đừng có nghĩ rằng là như vậy nó không đủ cái phước duyên. Chúng ta tu tập, chúng ta tạo phước duyên, nhưng mà nó không đủ cái phước duyên, không đủ cái điều kiện để hỗ trợ cho chúng ta lúc mà chúng ta mệnh chung, mà chúng ta rối loạn nội tâm, chúng ta phóng túng, chúng ta khoan dung theo các cái trần cảnh, thì rõ ràng là chúng ta sanh ở trong khổ cảnh có thể diễn ra ở trong đời sống của chúng ta. Là vì vậy đó cho nên là Phật dạy cho chúng ta là cố gắng tập niệm cho cái điểm thứ hai, đó là cái hơi thở vô, hơi thở ra. Mà bản thân của chúng tôi cũng vậy thôi, chúng tôi làm vậy. Làm gì làm, lúc nào rảnh là chúng tôi phải theo dõi cái hơi thở của mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó nó tập cho mình riết là như vậy đó, nó cũng là tốt, nó tốt. Và như vậy thì cái tâm của mình nó không có bị hướng ngoại. Hướng ngoại ở đây là gì? Xin thưa quý vị là những chuyện nó đã qua, những chuyện đang diễn ra và những việc chưa xảy ra. Quá khứ, hiện tại và vị lai chưa dài xảy ra, thì cái tâm của mình nó bị hướng ngoại, hướng đến những cái cảnh cảnh đó là
dù là cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp đi nữa, nhưng mà cái tâm của mình hướng ngoại thì làm cho cái tâm của mình nó không được an ổn. Và như vậy thì cái đề mục thứ hai mà Đức Phật dạy ở đây đó là niệm về hơi thở, tức là hơi thở vô mình biết ghi nhận, hơi thở ra mình biết ghi nhận. Đặc biệt là quý vị đặt niệm ở chỗ nào, ở nhân trung hay là ở đan điền hay bất cứ ở chỗ nào, thì chúng ta nên lưu tâm, gắn cái tâm của mình vô chỗ đó, rồi mình biết cái hơi thở vô, hơi thở ra là cái điều rất là quan trọng. Chúng ta cứ tập như vậy hoài, nó thuần thục rồi đó, là hơi thở vô thì mình vẫn biết hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở ra. Bây giờ nó giữ được cái tâm của mình rồi thì mình không có bị phan duyên theo các cái trần cảnh. Đó là điều mà chúng ta cần phải làm mà thôi. Chúng tôi nghĩ là như vậy, làm cho cái tâm mình được an ổn. Mình tu được an ổn là vậy, an ổn thâm thân, an ổn tâm là vậy. Cái thứ ba ở đây đó là Phật dạy cho chúng ta là gì? Sống, khi mà sống tỳ quán vô thường trong tất cả các hành, thời vô minh được diệt trừ, minh được sanh khởi. Bây giờ chúng ta thấy nè, các hành ở đây là gì? Các hành ở đây chúng ta hiểu là sankhara, cái chữ sankhara tức là các cái sự vận hành ở trong nội tâm, hay là trong thân của chúng ta, hay là trong tất cả các pháp hữu vi. Chúng ta nhìn lại nè, cái người tu thiền quán cũng vậy. Cái người tu thiền quán trong mỗi cái sắc pháp sanh khởi, vị ấy đều ghi nhận. Hoặc là tâm pháp của họ sanh khởi, ví dụ như họ ghi nhận ở biết tâm của họ đang tham, tâm của họ đang sân, hay tâm của họ đang hôn trầm, tâm của họ đang thủy miên, vân vân. Thì cái người đó ghi nhận biết rõ như vậy, biết rõ như vậy, thì đó là sự sanh diệt mà. Sự sanh diệt của các hành. Các hành ở đây đó là các cái pháp mà nó tạo tác. Như chúng ta biết rằng hành quẩn là mình nói là một phần của danh quẩn. Nhưng mà hành quẩn thì ở trong hành quẩn thì có thể nói rằng nó là những cái tâm sở. Đó là những cái tâm sở. Trừ tâm sở tưởng, sự trừ tâm sở thọ, thấy không? Nhưng mà nó phối hợp với những cái tâm á, thì có những tâm bất thiện, hành quẩn bất thiện, người đó đều ghi nhận. Rồi nếu mà những cái tâm sở thiện á, những cái tâm sở thiện như là tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, hoặc là tâm thiện siêu thế, tức là chỉ cho tâm đạo đó. Mình nếu mà mình biết rõ như vậy, những cái tâm thiện đó, đặc biệt là tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới đó, là chúng ta cần phải tu tập, cần phải trau dồi. Hành quẩn đó là cần phải trau dồi. Nhưng mà mình phải biết rằng sự sanh diệt của tất cả các hành á, nó đều là sanh diệt như vậy. Nhưng mà lúc nào mà mình ghi nhận, mình biết rõ như vậy, mình biết rõ vậy, đến cái lúc mà quý vị biết được các cái hành sanh diệt rõ, biết rõ sự sanh diệt ở trong mỗi mãi mai, ở trong cái quả phản khắc ngắn nhất, ở trong từng sát na một, ở trong thân và tâm của mình á, thân tâm mình như thế nào, mình ghi nhận, mình biết rõ như vậy, thì lúc đó đó cái trí tuệ nó sanh. Cái trí tuệ sanh ở đây được gọi là minh sanh. Minh sanh, chỉ có minh sanh á, chỉ có trí tuệ sanh á, thì mới thấy được cái gì mà chúng ta bị che lấp á. Cái gì mà chúng ta bị che lấp. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị thấy nè, đối với các bậc thánh á, thì các ngài á, liễu ngộ về tứ đế, liễu ngộ về tứ đế, liễu ngộ về tứ đế, biết rõ về tứ đế và chứng đạt về tứ đế. Liễu ngộ, biết rõ, liễu ngộ và chứng ngộ về tứ đế đó. Thì ở đây đó quý vị thấy rằng khổ thì các ngài biết khổ rồi, khổ từ ở trong thân và tâm. Nếu mà các ngài tâm trí đạo các ngài sanh khởi lên thì các ngài khổ từ trong, thấy khổ từng ở trong phản khắc ngộ của thân và tâm mình. Khổ là như vậy. Rồi nhân sanh khổ, đó là tập đế do ái tham. Rồi là sự chấm dứt khổ. Bây giờ sự chấm dứt khổ ở đây đó là trong một khoảnh khắc nào đó mà cái người có niệm, có chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ được cái sự sanh khởi, sanh diệt của thân và tâm đó. Đó là sự trói buộc, và đó là tha mái,
Và vì vậy cho nên là các vị ấy, các vị ấy, các vị còn nghe được không? Dạ, quý vị nghe lại rồi hả? Có một Phật tử nghe không rõ. Chúng tôi trả lại, khi mà mình biết được như vậy đó, biết được cái đối với một cái người thực hành thiền quán thì cả thân và tâm của mình biết rõ được cái sự sanh diệt như vậy, rồi mình biết nhân sanh lên cái sự khổ, nhân sanh lên sự khổ là tham ái. Cái tham ái ở trong sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, do cái tham ái đó cho nên là có sự khổ. Rồi bây giờ là thấy sự chấm dứt khổ, khi nào mà dứt được tham ái, dứt được tham ái, dứt được tham ái thì tự là không có khổ nữa. Mà muốn dứt được tham ái thì cái người đó phải có sở hữu bát chi đạo. Nếu mà mình nói rõ từng chi tiết một là sở hữu bát chi đạo sanh trong tâm đạo, sanh trong đạo, hữu bát kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy thì chánh kiến á, mình học trong di diệu pháp đó hữu trí tuệ, mà mình chánh niệm lâu dài thì mình trí tuệ sao? Ở trong 16 tuệ minh sát đó, chúng tôi nói như vậy mới sanh chánh kiến, sở hữu trí tuệ. Chánh duy là sở hữu tầm, chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp là sở hữu chánh nghiệp, chánh mạng là sở hữu chánh mạng, chánh tinh tấn là sở hữu cần, chánh niệm là sở hữu niệm, chánh định là sở hữu nhất hành. Trong sở hữu bát chi đạo đó mà nó sanh, nó hiệp ở trong tâm đạo á, là để cho chúng ta chứng đắc được quả vị thánh nhân. Còn nếu mà sở hữu bát chi đạo đó mà nó hợp ở trong tâm thiện hiệp thế của chúng ta, đặc biệt là tâm đại thiện dục giới đó, đại thiện đó, hay là tâm dục giới đó, tâm thiện dục giới đó, thì chúng ta đang là tu tập, đang là tu tập, đang cái giai đoạn mà chúng ta tu tập, chứ không phải là giai đoạn tu chứng. Như vậy thì ở đây đó, khi một người mà hành thiền cũng vậy, biết được cái sự vận hành của tất cả các pháp hành, tự ở đây là chỉ là các tất cả các hành, thì mình thấy rõ rằng sự sanh diệt của thân và tâm này nó vốn là vô thường. Tại sao là phải quán vô thường đó? Thấy cái sự sanh diệt của nó là như vậy, chúng ta hiểu rằng tâm của chúng ta cũng đang sanh diệt, mà cái người tu thập thiền quán mới có chánh niệm tỉnh giác mới thấy được cái tâm mình nó đang tham, nhưng một lát sau cái nó quay lại đang sân, đang lúc sau là nó đang hôn trầm, đang lúc sau là nó trạo cử nè, vân vân. Thì cái người tu tập thiền quán cũng vậy, nhờ chánh niệm tỉnh giác lâu ngày thì cái người đó mới có trí tuệ, mới thấy rõ được cái này đó, cái danh và sắc này đó, thân và tâm này đó, nó là vô thường, nó là sanh diệt, nó là biến đổi. Và do nó biến đổi cho nên nó có sự khổ. Nó có sự khổ trong đó. Nó bức bách nè. Nó tạo nên sự bức bách, sự hụt hẫng. Và vì vậy cho nên là chúng ta trong lòng dòng lẫn quẩn. Cái người tu tập đó là làm sao tùy quản được vô thường. Thấy được cái sự vô tường trong tất cả các hành. Hành ở đây là thân và tâm của chúng ta. Hiểu trong một cách nào đó thì đối với một cái người tu tập thiền quán thì hành ở đây tức là thân và tâm của chúng ta. Thì như chúng tôi đã nói, hành quẩn là trừ thọ và tưởng ra. Trừ thọ và tưởng. Mà hành ở đây chúng ta hiểu đó là sự vận hành giữa thân và tâm của chúng ta. Các cấu tạo, hình thành và nó cấu tạo nên thân và tâm của chúng ta. Và nó đang sanh diệt như vậy. Thì đối với một cái người tu tập thiền quán á, là làm sao thấy được cái tính chất vô thường. Tính chất vô thường ở trong tất cả các hành. Thì lúc đó cái tạo là sinh. Bởi hả, minh sanh thì vô minh diệt. Minh sanh là vô diệt. Trong kinh đã nói rồi. Trong kinh Tương Ưng thì Đức Phật cũng có nói. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật cũng có nói. Đức Phật dạy rằng mà nơi nào mà xuất hiện ánh sáng thì bóng tối sẽ biến mất. Nơi nào mà xuất hiện bóng tối, ánh sáng sẽ dạy minh diệt. Vô minh diệt. Cái vô minh là không sáng thôi. Minh sanh tức là ánh sáng, mà ánh sáng sanh thì bóng tối sẽ tiêu diệt. Mà chúng ta biết rằng cái nhân của luân hồi á, ba cái khía cạnh của nhân luân hồi thì phiền, vô minh, vô minh á, là tham ái,
rồi chấp thủ, ba cái đó. Cho nên nó ba cái pháp này nè, nó là tập nhiễm, nó là tập nhiễm, nó là gì, nó là chất quến tụ, nó là chất tạo tác để xúc tác, để giúp cho cái gì, cho cái hành động của chúng ta. Và khi chúng ta có hành động thì thiện nghiệp và bất thiện nghiệp làm cho chúng ta có sự hiện hữu. Và khi chúng ta có sự hiện hữu ở đây là hiện hữu dù là thai sanh, dù là nón sanh, hay là dù là thấp sanh, hay là quá sanh, thì đều là khổ. Cái khổ của mỗi chúng sanh nó đều khác, nhưng mà nó đều là tụ chung là đều là cái khổ. Vì vậy cho nên là minh sanh thì vô minh, minh diệt, vô minh diệt, minh khởi lên, minh vô minh diệt á, trừ á, thì minh sanh đấy. Như trong kinh này Đức Phật Ngài dạy như vậy. Như vậy thì chúng ta nhìn là trong ba cái pháp môn tu tập này rất là quan trọng, chúng tôi nghĩ rất là quan trọng. Nếu mà mình đem ra mình thực hành á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự an lạc rất là nhiều. Như là Đức Phật Ngài dạy rằng ở đây quán bất tịnh trên thân, niệm thở vô ra, tịnh chỉ tất cả hành, thường nhiệt tâm chánh kiến. Như vậy thì ở đây chúng ta có chánh tinh tấn, chúng ta có cái chánh kiến để thấy rõ được sự sanh diệt của danh và sắc. Nói trên phương diện hành thiền quán là như vậy. Tỷ kheo như vậy, vị tỷ kheo như vậy đã thấy rất chân chánh, rất chân chánh. Từ đấy ở nơi đây, vị ấy được giải thoát, thắng trí được thành tựu, lắng dịu thật an tịnh, vị ẩn sĩ như vậy chắc chắn vượt khỏi ách. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng trong ba cái pháp môn, cái đề tài tu tập của chúng ta, nếu chúng ta đem ra chúng ta thực hành một ở trong ba cái này, hoặc là chúng ta đem ra chúng ta thực hành được ba cái này ở trên, ví dụ nhìn về thân thì chúng ta nên quán bằng bất tịnh, rồi chúng ta luôn luôn niệm về hơi thở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, hoặc là chúng ta quán tâm của chúng ta thấy được sự sanh diệt, quán được sự sanh diệt tất cả các hành, trong đó có thân và tâm, danh và sắc của chúng ta. Chúng ta thấy như vậy để chúng ta thấy tính chất vô thường. Và khi mà thấy vô thường thì đồng nghĩa là thấy sự khổ hiện khởi lên, và thấy sự hận khổ mới có thể nhàm chán ly tham được, mới thoát khổ được. Đó là điều mà chúng ta thấy Đức dạy ở đây. Như vậy thì trên cái con đường tu tập của chúng ta quán về các hành là vô thường, là hiểu ở đây là các pháp hữu vi, là thân và tâm của chúng ta đang bị vô thường, đang bị vô thường. Mình thì chỉ nhận là vô thường ở trong cái kiến văn của mình. Mình chỉ hiểu vô thường ở trong một chút sự suy tư của trí tuệ phàm phu của chúng ta thôi. Nhưng mà nếu chúng ta tập cho chúng ta trở thành có một cái chánh niệm và tỉnh giác, cái trí tuệ ở trong thiền quán sanh khởi lên đó, thì thật sự là chúng ta mới đoạn trừ được vô minh, đoạn trừ được cái tha mái, đoạn trừ được cái ngã chấp, thì chúng ta mới không còn sanh tử luân hồi, không còn khổ đau ở trong hiện tại này nữa. Chúng ta hiểu là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng tôi kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hậu trì chánh pháp, chư thiên hậu trì chư tăng, chư thiên hậu trì mỗi chư tôn nữ Phật tử chúng ta luôn được sự an lạc, để chúng ta dũng mãnh tiến tu trong con đường đạo nghiệp của mình. Nam mô Bụt Tha Giá.